mình là võ sư gương mẫu, có ba thằng con trai, không thằng nào chịu học võ, tối ngày đi rượu chè be bét để cho hàng xóm mắng vốn. Một tuần có 7 ngày à, mày bị mắng vốn hết 7 tháng rồi. Ma nó đâu ra đây tôi biểu coi, làm cái gì đứng ở ngoài hoài vậy? À, cảm ơn anh Bảy, chị Sáu. Dạ em xin lỗi nhiều, để em nói với chồng em rồi họp gia đình nha chị. Dạ. Mình ma nó đâu lên đây tôi biểu coi, làm cái gì đứng ở dưới hoài vậy? Lên được ngay à? Thiệt là bức bối à. Trời, chích chà, có sao không? Có gì đâu, dưới cái đinh thôi. Đừng có lo, võ sư nội công thâm hậu như tôi, một cái đinh này nhăm nhò gì. Ma nó đầu xuống đây tôi biểu coi, làm cái gì đứng ở trển hoài vậy? Hoài vậy nè, ngồi xuống đây. Bực bội à, kêu lên này, không chịu nói thì kêu xuống đây. Biết làm gì ngoại không? Sao? Thư góp ý của chòm sớm đây nè. Trời đất ơi, chưa đầy một tuần mà bao nhiêu thư góp ý ra hả? Chứ nhiều nữa. Bực bội à, nè. Gửi mấy cái thơ mời họp của tôi chưa? Tôi gửi mời hết rồi. Đầy đủ không? Đầy đủ. Sao giờ này không có ai trơn vậy? Ông á nha, lúc này nhí nha nhí nhảnh à, ngắm trăng ngắm mây ngắm nước không à, còn mày đặt hát hò nữa, coi chừng tôi nghe chưa. Hát hò suốt ngày bực bội vậy, mấy đứa đâu ra ba bay biểu coi, làm cái gì xào quần trong đó vậy? Đó, con nhà võ là phải như vậy đó. Xuống tấn. Đang tập võ ai dặn nhạc vậy ai tôi biết? Tôi bấm tắt nhạc rồi. Tôi bị liệu mà bà rảnh quá. Chuyển lộn bài thôi. Ngồi đi. Tụi con ngồi xuống hết đi. Hôm nay á, ba con nói là gửi thư á, mời tụi con đến đây họp á. Lý do á, là về chồng của ba tụi con á, đi nhậu nhẹt về phá làng phá xóm người ta góp ý đây nè. Ừ. Hả? Đây nè. Đây là thơ của chồng con ba nè. Nè con. Đó, người ta góp ý chồng con đó, đọc coi. Dạ. Bà Sáu thư kiện ba má thằng Lâm. Ba má thằng Lâm là ai vậy? Ai vậy? Hai đứa mình. À, hai đứa tôi đó. Mỗi khi thằng Lâm đi nhậu xỉn về, ghé ngang nhà tôi, tè vô cây nhãn. Bảo đó, mọc lên một cây chuối hột. Chuối hộp là sao? Thì ba anh Lâm ảnh thích uống rượu chuối hộp đó ba. Sao nữa? Biết trước như vậy đó thì mình uống rượu sầu riêng đi. Chi vậy? Thì tè mọc ra cái sầu riêng. Dạ, chuối hộp. Trời trời á. Rồi kết quả sao con? Dạ. Cây nhãn đã chết, bà Sáu bắt qua đền cây vú sữa. Dạ. Không biết đâu nhé. Ghi nhận cây vú sữa đi. Bực bội quá à. Nè. Chết cây nhãn. Chồng của con Út nè. Con hả? Bắt đền cây vú sữa. Dạ. Đọc lên. Con xin phép ba. Kính gửi ông rớt bà lụm lên. Tôi tên là Nguyễn Thị Thắm, ở kế bên nhà. Nay tôi viết đơn này kiện con trai ông bà về tội quấy rối và xúc phạm. Sơn, con trai ông bà hôm qua đi nhậu về, đã xông thẳng vô nhà tôi, tiến tới trước mặt tôi, nhìn tôi với một ánh mắt rất là đắm đuối và buông ra một câu hết sức ghê gớm. Câu gì? Thắm, anh xỉn rồi, anh về nha.
con mình nó xỉn thì nó nói nó xỉn thôi. Nó thật gì bắn vô. Nó thật thà mà. Câu nói này làm cho ông nội của tôi hết sức là bực bội. Ông nội này còn vô duyên nữa. Nói chuyện cháu ông mắc mớ gì mà bực bội. Đúng rồi. Bởi vì ông nội tôi tên xỉn. Xỉn thằng này đi. Chồng sớm khó quá à. Khó khăn quá. Nè. Thư góp ý của chồng con hai nè, đọc đi. Dạ, cái này của con hả ba? Ừ. Trời ơi, rung cái gì đây? Đọc đi, có gì đâu rung. Dạ, sợ ba. Kính gửi ông bà nhí nhảnh dễ thương lượm rớt. Nay tôi làm đơn này tố cáo con trai của ông bà là Hải Ròm. Má nó đi nhậu về. Hả? Bà đi nhậu với nó đó hả? Trời ơi! Sao giết má nó đi nhậu về? Má đâu có đi nhậu. Dạ không phải ba, cái này người ta tức quá người ta chửi mình đó. À, dạ. Chửi thề đó phải không? Dạ đúng ba. Dạ. Bà có nhậu đó. Ủa hả? Nó đi nhậu cho xỉn. Nó ăn cho đã. Nó về nó ối. Nó ị vô tủ quần áo của tôi. Không biết đâu, bắt đời tôi đi. Ừ. Ký tên. Ai vậy? Ai vậy? Dạ, vợ Hải Rồn. Trời ơi. Cảnh quá hai. Bà con hàng xóm rồi bắn vốn chưa đủ rồi mày trong nhà còn tố cáo chồng nữa. Con đó nha hai, con kỳ ghê vậy đó. Chồng con bị như vậy thì con phải dạy chồng con chứ. Mắc gì đâu mà con gửi tôi tố cáo nữa. Hả? Con lớn rồi. Nhiệm vụ của con là dạy lại ba hai đứa em của con nè. Trời ơi con dạy chứ ba má là cha mẹ. Mà ba má dạy không nổi làm sao mà tụi con dạy nổi. Bởi vậy ba má đâu có biết cái nỗi khổ của tụi con chứ. Xuất gia thì phải tùng phu. Ba má hiểu. Các em lên vô. Trời ơi bỏ trốn. Cái gì vậy hả? Cái gì kỳ cục vậy? Con dạy mấy đứa em con làm vậy đó hả? Trời ơi, tại sao má biết con không dạy tụi nó? Con dạy chứ, con dạy nhiều lắm các em mà. Nghĩa là chồng sao thì vợ vậy. Đồng vợ, đồng chồng, tát biển đông cũng cạn phải không các em? Vô! Vô! Bỏ xuống! Trời ơi! Cái gì ơi. Hả? Đạo quá đồng bà. Vợ, đồng chồng đi bóc bọc đi lông. Ai sai? Chị hai sai. Ừ. Sao sai? Nói chuyện với ba má mà chị hai bỏ chân lên bàn. Hàng xóm ở dưới người ta nhìn lên người ta nói chị hai mất dạy. Ừ, đúng. Ừ. Đúng không ông già? Trời. Không được. Như vậy là không được. À. Sơn móng chân màu này xấu quá. Mai mốt sơn màu khác đi. Nhá. Cái gì mà góp ý kỳ cục vậy? Đụng hàng nói được không? Con duyên thiệt. Nói vậy chị hai chị ba nói chuyện với ba má bỏ chân lên bàn như vậy là không có thùy mỹ dịu dàng. Ừ. Đàn bà con gái là phải nết na đúng không? Ừ. Hút này là được á. Ừ. Nha. Trời. Mưa quẹt ơi. Ủa gì vậy? Trời ơi. Mẹ bên đó bà đang không thuốc nữa hả mày? Buồn lắm anh ơi. Anh hiểu em mà. Trời. Quý liệu. Bỏ xuống. Bà bỏ thuốc xuống. Bỏ xuống. Vụ đi thuốc đi. Cái gì vậy hả? Hả? Hai cha con làm cái kiểu gì cùng vậy? Quý liệu. Bỏ xuống đi. Bây giờ ngồi họp với nhau nè. Để có một cái ý kiến nào đó. Hay là nói ba cái rượu này là tác hại để cho tụi nó biết là nó chừa. Đúng rồi. Nó hại cho sức khỏe. Mày nghĩ sao mà thầy uống ba cái rượu này nè hả? Có hại sức khỏe lắm biết không? Con biết mà ba nó pha cồn không mà hại sức khỏe là đúng rồi. Biết vậy sao còn uống? Chưa nói tới rượu tây nữa nha ba. Sao? Sao? Rượu tây mà nó ghi tiếng Việt thì làm sao biết nó là rượu tây? Ừ. Thế nó ghi tiếng Tây thì biết nó không phải là rượu Việt. Trời ơi, rượu Việt quá. Nói cái gì không hiểu gì tới vậy? Nói gì vậy sao? Đúng ba. Thưa ba má, thưa ba má. Uống rượu pha cồn nè, rồi uống rượu giả vô, rồi bệnh, rồi nằm xuống một đống đó. Ai lo? Ai lo? Ai lo? Ai lo? Bác sĩ lo. Trời đất ơi. Cấp, trên bàn nhậu là không được nhắc tới chồng con. Nhắc tới chồng con là buồn. Ma buồn, mà buồn là. Thôi đi bà Cốc, làm bộ lấy thuốc rồi mới buồn lắm anh ơi chứ gì. Hay quá anh ơi. Anh biết em mà. Trời ơi. Trời ơi. Chị biết học chết bây giờ hả? Cha con cái
chỉ gì cực cục vậy? Ngồi xuống đi. Liệu bảy liệu bà không à? Tôi ngồi đóng đây chứ tôi chưa có chết hay chưa? Nè. Dạ. Các con có biết là uống cái rượu này tác hại cỡ nào không? Dạ con biết ba. Nhưng mà ba biết tác hại không? Để con giải nghĩa cho ba hiểu. Sao? Thí dụ ba thằng con của ba đó, nó uống rượu, nó xỉn nhiều quá đi, đầu óc của nó khi mà không có ổn định, nó chạy ra đường, nó hại người ta, người ta tức quá người ta tát nó, như vậy gọi là tác hại đó ba. Thôi, có giải thích cái gì hết trơn. Bây giờ á phải hỏi ra đứa nào có một ý kiến, gom gọn cái ý kiến đó lại rồi về nói cho tụi nó. À đúng. Dạy dỗ tụi nó lại. Con là lớn nhất á, có ý kiến gì không? Con hả ba? Ừ. Dạ, dạ thưa ba, dạ thưa má, dạ con có ý kiến như vậy. Ừ. Dạ con đại diện cho hai em bạn dâu của con. Ừ. Dạ con có ý kiến như vậy. Ừ. Dạ con sẽ nhường lời cho con Út nó nói. À. Dạ. Biết nhường cái em Út. Nói dạ. Đi Út. Dạ dạ dạ, cảm ơn ba nha. À, thưa ba má. Ừ. Ý kiến của con là vậy. Ừ. Ý kiến của con là chị ba làm sao con theo vậy? Vậy? Có ý kiến gì không? Dạ, ý kiến của con là con chưa nghĩ ra ý kiến, cho con xin phép hết ý kiến. Trời ơi, ba nó bị giỡn mặt hả? Trời đất ơi, ba... Chỉ qua chỉ lại không có đứa nào ý kiến là sao? Có ba. Con có ý coi. Kiến vậy nè ba. Dạ, mình cứ để cho ba thằng nó nhậu đi, chết cha nó luôn. Cái gì vậy hả? Ba thằng chồng của tụi bay á nhậu, chết là đúng rồi. Tự nhiên cái bắt chồng tôi chết theo là sao? Kỳ vậy? Chồng mày chết, kệ mày, tự nhiên tao chết. Thôi nha, bỏ đi nha. Từ nãy giờ không thấy đứa nào uống một giọt rượu nào hết mà xỉn cái gì. Hả? Ăn nói bậy bạ không à? Ba má thấy đó. Rượu này á là tụi con xỉn giả thôi mà còn mất dạy như vậy. Xỉn thiệt á hả, nó quýnh ông bà cái mặt như là cái mâm luôn á. Bây giờ ông á, ở nhà này lo cái nhà này đi. Suốt ngày cứ lo cái vỏ đường của ông riết á. Rồi cái lò vỏ nhà này ai lo hả? Bây giờ ba thằng con trai là giao lại cho ông, còn ba đứa con dâu này để cho tôi. Mấy con á, ở chung với má lâu rồi mà cũng không có thấy được cái hay của má nữa. Thấy má dạy chồng của má không? Nhìn lại ba của con đi. Một người đàn ông rất là thanh lịch. Đẹp trai. Đặc biệt ăn nói rất là nhỏ nhẹ. Tổ cha tụi bay, có chồng cũng biết dạy để nó nhỏ nhẹ tối ngày. Mới ăn nói là ăn nói nhỏ nhẹ mà la ôm sùm lên quê với tôi. Nói lại hả? Nói lại. Tổ cha tụi bay. Trời ơi. Bây giờ vậy. Bây giờ để cho ba thằng đó nó bỏ rượu đó. Dạ. Ba có cái kế này. Nhưng mà ba cần sự hợp tác của ba đứa con dâu. Dạ. Tập hợp lại đi. Dạ. Như vậy. Hiểu không? Hay quá anh ơi. Anh của tụi em mà. Trời ơi. Tới quán nhậu chưa? Tới rồi. Tới chưa? Tới rồi. Ai trong đời mà không nhậu rượu rồi nhậu bia. Rượu từ lúa nấu ra 2003 một xị. Bia làm sao sánh được. Rượu là rượu, bia là bia. Hay quá. Đang trong mùng nằm với vợ, bạn khỏi nhậu là mình đi. Vợ có nói năng đi, ta cũng đi cho bằng được. Bạn gọi ta là ta nhậu, vợ thì vợ mình đi thì đi. Có nhà hàng đó mình làm cái gì mà quay vậy nè. Uống rượu mà chuyên môn nói vậy à, đúng không? Đúng. Uống rượu mình phải lịch sự. Nhưng mà nói nghe nè dạ. Mình uống rượu trên phương diện rất là công bằng. Ừ. Bây giờ rượu á, bây giờ bia là thằng này lo rồi đúng tao không? Tao lo bia rồi. Rượu chứ hột là mày lo rồi. Bây giờ tao, tới phiên tao, tao hùng. Tao hùng rượu này không phải là rượu bình thường. Rượu gì? Rượu này là rượu gia truyền. Dạ hả? Rượu này rất là quý mà trông ở dưới đất 30 năm nay tao mới đào lên. Quý dữ vậy hả? Chính vì cái quý đó là mỗi khi đứa nào nói chuyện mà nghe hợp lý thì mới được uống. Đồng ý không? Đồng ý. Đồng ý không? Đồng ý. Tao nói như vậy hợp lý không? Hợp lý. Hợp lý. Hợp
hợp lý tao uống mai à. Sao nó hợp lý lẹ quá. Nó nói hợp lý là nó phải uống thôi. Nhưng mà tao nói rồi bay nghe. Về. Uống rượu á, ngồi vô bàn nhậu là phải chào bàn. Đúng rồi. Chào bàn để làm gì, không phải chào là chào anh đâu. Mà mình chào á là để làm chi? Để là mình cúng ông thổ địa. Cúng ông thổ địa để làm gì? Mấy thằng nhậu say về hay ngã xuống đất. Thì ông địa, ông mình cúng ông rồi, ông không có nhập vô mình, mà dân chơi gọi là nhập thổ đó. Đúng không? Đúng không? Đúng. Đó, ta nói vậy đúng không? Hợp lý. Hợp lý không? Hợp lý. Mày nói hợp lý. Hợp lý, tao uống ly nữa đã. Hả? Con sao nó hợp lý hoài? Bây giờ mới là ly rượu để cúng. Cúng đi, cúng lẹ, tao quất ly coi. Thiên linh linh địa linh linh, giái ông địa linh linh, phù hộ cho hai ba thằng lưu linh được bình yên trở về sau thời gian nhậu nhẹt say xỉn. Rồi xong. Rồi thằng này sai rồi, nó sai rồi. Đổ dưới đất không đổ, tự nhiên nó đổ lên cái chân mình. Bội mày quá thiệt tình, tao phải lau chân tao. Sao mày lau chân tao làm gì? Mày lau chân tao. Bà mẹ. Sao mày đánh tao? Nó đổ rượu vô chân mày, sao mày đánh tao? Mày sai rồi, sai, mày sai. Mày sai xỉn á. Tao đánh mày hồi nào? Sao mày đè chân tao mày lao vậy? Cái chân của tao. Cái chân. Cái chân của tao. Mày buông ra tao coi thử chân đứa nào. Không phải chân mình không ta? Phải kiểm tra trước khi trả về cho chủ. À nó dính trong này. Chân này của tao mày sai rồi. Chứ này của tao đúng không? Đúng, tao nói như vậy hợp lý không? Hợp lý. Hợp lý không? Hợp lý. Hợp lý tao uống. Con à. Sao nó hợp lý dễ quá vậy ta? Bây giờ mình uống này xong mình thề đừng có nhậu nữa đi. Đúng rồi. Đúng rồi. Rượu rất là tác hại. Đúng. Không nên uống rượu nhiều. Nên chúng ta phải thề. Thề là đừng bao giờ. Đúng không? Bây giờ trước mặt hai đứa bay tao thề. Tao thề với tụi bay rằng từ đây trở về sau tao không bao giờ uống rượu nữa. Đúng. Tao nói như vậy hợp lý không? Hợp lý không? Hợp lý. Không hợp lý. Mày mới thề từ đây về sau không uống rượu, sao mày uống? Mày là con người hời hợt. Mày phải để ý từng câu nói phải đi đôi với hành động. Hành động sao? Tao đã nói rồi, tao nói tao thề từ đây trở về sau là tao không uống. Đúng rồi. Còn từ đây trở về trước là tao có quyền chứ. Đúng. Hợp lý không? Hợp lý. Tao quyền. Mình phải nghĩ một cái gì đó hợp lý ta. Ê nè, tao nói cho tụi mày nghe. Thường là người ta thề vậy nè. Thằng chồng đi nhậu say sưa về, con vợ nó giận nó chửi bới thằng chồng. Chồng nói anh thề với em, từ đây trở lên anh không uống nữa, từ đây trở xuống anh uống. Hợp lý không? Hợp lý. Không có hợp lý. Ủa sao không hợp lý? Không hợp lý bởi vì hành động không rõ ràng. Đúng. Sao rồi. Rõ ràng? Nó nói đáng lý nó phải nói là từ đây trở đi hoặc là trở lên, nó phải là cho cái mức đàng hoàng. Nó quơ quơ giống vậy là đâu có hợp lý. Đúng rồi. Tao sai quá. Là không được. Thằng này nó nói hợp lý nè. Đúng. Tao nó hợp lý tao. Hả? Tới viên mày thề đi. Đưa đây tao thề. Mày thề cái đã rồi mày mới được cầm lên uống. Ủa cho uống trước thề sao không được hả? Hợp lý mới được uống mà. Tao thề với tụi bay, từ đây trở đi tao không bao giờ uống rượu nữa. Quất ly coi. Mời. Nhà mày ơi, nó thề từ đây trở đi không uống rượu mà sao uống được? Đâu hợp lý đâu. Mày không nghe kỹ câu nói của tao. Tao thề là từ đây mà ai chở tao đi á, tao không nhậu. Tao ngồi tại đây tao uống được. Hợp lý, hợp lý. Hay quá, hợp lý, uống ly cho tao. Nó sao dễ hợp lý quá tao. Đúng rồi, hợp lý đúng không? Tao khen mày rất hợp lý đúng không? Hợp lý tao uống nè. Ủa khen cũng được uống nè hả? Nhưng mà tao nói cho tụi bay biết nè. Bỏ rượu đi, mình chuyển sang uống bia.
Lỡ mình chết á, mình được lưu truyền từ đời này đến đời khác. Sao mày nói vậy? Bởi vì sao? Bởi vì khi người ta uống bia vô, lỡ người ta chết, đem chôn xuống đất là một nắm mộ, rồi cho một miếng bia, từ đó về sau có tên là mộ bia. Còn tụi bay uống rượu không bao giờ có cái tên mộ rượu. Tao nói hợp lý không? Hợp lý. Hợp lý tao uống. Không hợp lý. Sao hả? Tao nói cho mày nghe, bây giờ đất đai nó đang lên giá, con cái nó còn đào mã cha mã mẹ nó lên để nó bán đất mà. Đúng không? Đúng. Rồi cái cốt nó để đâu, qua bỏ vô cái hũ giống cái hũ rượu không? Cái đó đâu có gắn bia đâu. Thì cái đó phải gọi là mộ rượu. Mày không hợp lý, mày khỏi uống. Tao nói như vậy hợp lý không? Hợp lý, mày nói hợp lý. Tao uống. Mình nói hồi nó gài nó cũng uống à. Sao? Đây, tao nói cho tụi mày biết nè, uống rượu này không có tốt. Tụi mày biết sao không? Ai trong đời mà không nhậu, không khi nhậu rồi phải say. Nhậu đừng có lăn quay, khi vừa say phải lo về. Đang chạy xe đừng leo lề, vợ con mình không nhận ra. Tao nói hợp lý không? Tao uống không? Không hợp lý này. Khoan, mẹ nói giải thích. Nhà mày nghèo mà đi bộ, mày đâu có xe đâu mà mày leo lề. Tao nói hợp lý không? Hợp lý, rất là hợp lý. Đúng mày, không? Mày có thể uống rồi. Tao quất ly coi. Bạn này không được ly nào đâu, tao dám chắc với mày luôn. Mình quá hợp lý mà. Đúng rồi. Bây giờ mày sao? Ê, mày ê, muốn cái gì? Uống rượu là không có quậy là sao? Mày. Bây giờ mày sao? Nhất định là không được quậy. Không quậy. Không quậy, hứa không quậy. Tao hỏi tụi bay nè. Cái này phải chiếc dép không? Được. Không phải chiếc giày đúng không? Được. Chiếc dép phải không? Được. Hợp lý không? Hợp lý. Tao uống ly. Nó hợp lý mà. Nội cha nó gài tao à. Uống ly khó quá. Bây giờ tao hỏi mày nè, cái này là cái quần đúng không? Được. Không phải là miếng nùi dẻ đúng không? Được. Tao nói như vậy hợp lý không? Hợp lý không? Cái miếng này tao xài rồi, đụng hàng rồi. Không hợp lý. Không hợp lý thôi. Đúng rồi. Thôi nghe nè. Thằng này nói hợp lý. Mày đừng có dán quần, dán áo không tốt. Mình nhậu tăng 1, tăng 2, tăng 3 mình say rồi. Coi chừng trúng gió như tao nè. Đi đâu cũng uống rượu rồi bỏ áo quần lịch sự không? Đó, thấy chưa? Mày dán dán lên, mày nhậu hồi gió độc nó đi vô, cái mày trúng gió mày chết. Tao nói hợp lý tao. Không hợp lý, tao chưa chết là không có hợp lý mày. Chừng nào tao chết mới hợp lý đúng không? Đúng rồi. Trong khi đó trúng gió tao còn chưa trúng mà dễ gì chứ. Trời. Mày đừng gài tao. Bây giờ mày đố rồi, tao đố mày nè. Đố gì? Bà nội cha nó tao không uống được ly này, tao con tụi bay nè. Tao đố mày, trong các con đó, con nào bị lỡ nhiều nhất? Dễ quá, con ghẻ. Sai. Con xà mau. Sai luôn. Chứ con gì? Con đường. Sao con đường lỡ nhiều? Bây giờ nó đào hoài đó, nó lỡ nhiều nhất. Đúng rồi, nó đào lên, nó lắc hoài à. Không đồng bộ là nó phải hư thôi à. Bây giờ mày có đố không? Không đố, bây giờ tao nói tụi bay nghe. Nói gì? Trong cuộc đời tao, tao rất là thương bạn bè à. Tình thương mến thương à. Uống rượu á, là rất là nhiều cái tâm sự. Tôi nói cho tụi bay nghe nè, bây giờ còn có mấy ly à. Khuyên đừng có uống nữa. Đúng không? Đúng không? Bây giờ uống rượu không có tốt. Uống vô nó tác hại lắm. Còn ly cuối cùng hay nhiều ly không biết, bây giờ mình cắt máu mình ăn thề đi. Đúng rồi. Đã trong phim Hồng Kông nó kết tình huynh đệ, nó cắt máu ăn thề. Bây giờ ba đứa mình coi thử tuổi đứa nào, tuổi không gì cả. Cắt máu ăn thề lì dân nhậu, tất cả phải dồn vô rượu. Mà rượu là phải uống rượu bổ nè. Đúng rồi. Rượu tào lao là không chơi. Kể cả khi nào mình cắt máu ăn thề cũng phải lựa cái con gì cho nó ngon lành. Đúng. Mày tuổi gì? Tao tuổi mùi. Con dê. Con dê, huyết dê ngon. Lấy huyết dê. Hả? Huyết dê uống tành lắm. Tao là tuổi con rồng. Đúng rồi, rồng là quý hiếm, lấy huyết rồng nhậu đã lắm. Được. Xin lỗi tụi bay, rồng nó tuyệt chủng quá. Mày tuổi gì? Tuổi rắn. Được, huyết rắn là mày. Đúng rồi, huyết rắn nhậu. Uống máu rắn là pha rượu là bá cháy luôn đúng không? Ba giọt thôi nha. Lấy huyết nó đi. Lấy ba giọt thôi.
à. Trời, mày giết người rồi, mày giết người, mày say quá rồi. Mày lấy ba giọt mà chơi con dao phay là sao? Xin lỗi mày, lấy quyết rắn không có ai lấy ở cái tay hết, tại con rắn nó không có tay. Đúng. Lấy quyết rắn là phải chặt đầu, bỏ cái đầu của mày. Mày sai rồi, thằng này nó sai rồi. Người ta nói chơi lửa, chơi nhà, chơi dao có thể chan hòa máu tay không được. Vậy chứ làm sao lấy quyết được? Tao tự xử. Hiểu cho nè, một giọt, hai giọt, ba giọt. Tao bây giờ tao là con rồng, tao lớn, tao uống chứ. Ê khoan, trước khi uống tao có tâm sự. Tâm sự. Hồi sáng tao đi khám nghiệm máu, xét nghiệm thấy dương tính HIV. Thôi mày uống đi. Mày bị cái gì? Sida. Uống rồi, uống đi. Mày uống mình mày luôn đi. Rồi cảm ơn, tao uống luôn. Đâu có bệnh gì đâu, cái này quá hợp lý luôn. Trời ơi, ba thằng có hồn này nhậu giờ này chưa chịu cho ngủ nữa hả? Hết. Ê, thằng nào mất dạy vậy mày? Chủ quán à? Chủ quán mà tiếp đại khách khứa như vậy à? Đi ra còn mất lịch sự, bận đồ ngủ luôn rồi coi được không? Làm sao đừng thèm tới cái quán này. Đúng rồi, quán nào ngồi cũng được. Mà uống rượu sao? Uống rượu làm cho con người mình mất lý trí, đúng không? Đúng. Bởi vì sau khi uống rượu vô mình sai cái quá, mình dò đầu cái xong cái rớt con trí, đi tìm con trí không có. Thật là vô lý, cho nên mất lý trí, ta nói hợp lý, ta uống một ly. Cái gì em ơi? Chí là TR là con trí, còn cái này mày kêu con trí mà. Vô lý. Tao nói như vậy hợp lý. Hợp lý quốc. Sao nó đơn giản quá rồi ta. Ta bây giờ còn có mấy ly cuối cùng thôi. Hai ba ly rồi. Bây giờ uống xong rồi tụi mình bỏ nhậu luôn nha. Đúng rồi. Cho nên mấy ly này quý lắm. Rất là quý. Cái chuyện gì mà nó buồn thật sự mình hãy uống, hoặc là nó vui thật sự mình hãy uống. Đúng rồi. Có đứa nào có chuyện gì buồn không? Sao mày khóc? Cái gì vậy? Sao mà khóc? Tao buồn quá. Tại sao mày buồn? Mày nói tao nghe đi. Ba tao mới chết. Ba nó chết, nó buồn nè. Mời mày luôn. Chết rồi, ba nó chết rồi mày ơi. Rồi ai gọi điện thoại tới nữa vậy? Không biết, buồn đang quá. Nhậu. Ba nó chết. Alo. Ừ. Cái gì vậy? Tao uống ly, tao có chuyện vui. Ba tao sống lại rồi. Đúng rồi, ba nó sống lại nó vui rồi. Mà tao vẫn còn lý trí mà. Nó gài nó. Xin lỗi mày. Mày có buồn hả? Xin lỗi mày, đáng lý bác trai chết tao phải qua Phúng Điếu. Tao không qua Phúng Điếu tao cảm thấy tao có lỗi. Tao ái nái với lương tâm, tao buồn khổ lắm mày biết không? Mày biết không? À tao buồn. Con chia buồn với. Chúc mừng mày, ba mày sống lại đó là niềm vinh hạnh cho dòng họ nhà mày. Ngày hôm nay đáng lý tao tới chia vui với bác trai, nhưng mà bây giờ anh em đang ngồi nhậu đây, tao gửi lời chia vui với bác trai. Vui quá mày ơi. Đúng. Tao uống. Còn mấy ly ít lắm, nhưng mà cho tao hỏi nè, cái này nãy mày nói cái rượu này rượu da. Gia truyền, rượu gia truyền là... Bây giờ ăn về. Gì? Cho tao uống ly này, tao buồn quá. Cho tao uống ly này. Mày buồn chuyện gì? Hai thằng mày nói chuyện không có ngó ngàng tới tao, tao buồn quá, thôi tao uống. Hợp lý thôi. Mà mày ngâm cái gì còn trong này có mà? Có một ly cuối cùng. Hả? Rượu gia truyền, rượu quý ngâm gì? Tao nói mày nghe, cái này là rượu gia truyền của gia đình tao chôn 30 năm rồi. Dạ. Vì tương yêu bạn bè ta đem ra tao chơi luôn. Nhưng mà rượu này cả một quyền thoại nha mày. Quyền thoại sao kể? Quyền thoại của hũ rượu này đó là bắt đầu từ câu chuyện ngày xưa có con mẹ bán dưa bả cưa cái cẳng. Trời, năm cái cẳng hả? Lộn. Ngày xưa có con trăng cắn lộn với con thằng lằn. Con thằng lằn chết. Không có. Con trăng chết. Năm con trăng.
không có, người ta ngâm con thằng lằn. Tại vì con thằng lằn nó đã hút hết máu của con trăng rồi. Mà trong này có những con khác nữa. Con gì? Nó vào thăm rồi nó thấy rượu nó nằm trong này luôn. Có con bún của con dế. Sao có dán cái đồ tùm lum hết trơn à? Sao có con cóc nữa? Con dế. À có con chằn hiêu nữa. Thổ cha tụi bay. Cái bình rượu sa bóp của ông nội tụi bay con không chừa ra hả? Có tay tụi bay luôn. Hàng khi uống vô nãy giờ như có người nào trong bụng nó so so nó bóp bóp á. Hàng khi uống vô xong muốn đi tìm thằng tấm bóp giác hơi. Mày bị gì vậy? Tao giống như ai giận trên lưng mình vậy. Thôi còn ly mày uống đi. Thôi còn ly dán rít không mày uống đi. Thôi tao uống chi đổ luôn rồi. Mình đi tăng tư đi. Rồi đi kiếm chỗ khác nhậu mày ơi. Bia ôm nhậu ơi. À, làm gì vậy? Dạ, dạ, vợ con gì mai tiền. Ông hai ơi, khuya rồi, nhậu hoài à, đi vô ngủ đi, làm ơn đi. Bây giờ hai không vô hả? Em vô em khóa cửa em nhốt hai ngoài cho hai biết vậy đó. Khuya rồi cứ uống hoài. Ủa, con nhỏ này tiếp viên mới hả? Vui chơi nè. Bén quá bạn. Có đâu, nghe nó kêu là chồng mà. Dạ. Ê, vậy trong này đứa nào có vợ? Ai có vợ? Trong khu vực này đứa nào có vợ nói nghe đi. Ê! Mày có vợ. Tại sao mày? Tại vì mày có đeo nhẫn cưới mày tháo mày bỏ ở nhà. Bây giờ trên tay mày có cái viền trắng trắng. Đúng không? Chết mày, vợ không mày. Lẽ vợ tao. Đúng rồi. Đúng sai cũng phải vô tìm hiểu cho biết. Rồi. Anh đi vô ngủ đi. Nhanh lên nha. Vô ngủ. Nhậu riết à. Vô nha. Em đợi đó. Ê con này khác cái con hồi nãy mà. Không lẽ tao hai vợ? Thì là ba thằng mình sẽ có một thằng có vợ nữa. Là vậy là tao. Đúng không? Tao cũng giấu chiếc nhẫn như đúng mày. Mày cũng có nè. Vậy là hai con đó là vợ tao với mày. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Thôi vô đi mày ơi. Chồng ơi. Chồng ơi. Chồng ơi. Chồng à! À! Nhỏ này khùng à. Sao hai đứa mình tới ba con vợ? Như thế rồi chia như thế nào? Đứa con vợ rưỡi. Đứa con con. Chắc chắn là phải coi lại mày. Rồi. Nó có luôn nè mày. Ba thằng giấu nhẫn. Ba thằng đều có vợ. Vì là ba mình? Con đó là vợ ba thằng mình. Có nghĩa là ba thằng mình là ba anh em cột chèo. Phải không? Phải không? Nhà ở đâu? Nhà mày ở đâu? Khoan khoan chờ chờ tao lấy giấy chứng minh tao coi. Tao lấy giấy chứng minh. Nhà tao ở 193 Đồng Khởi. Nhà tao ở đường Đồng Khởi số 193. Nhà tao ở Đồng Khởi 193. Ủa nói vậy ba thằng mình ở chung, chung một nhà. Rồi. Vậy là ba thằng mình anh em hả? Không, phải coi lại có mày phải anh em gì? Ruột không? Mày tên gì? Tao tên Nguyễn Văn Lâm. Còn mày? Tên tao tên gì quên rồi ta. Ăn nhậu cho cố tới cái tên mình mà nó còn quên kìa. À, hư quá. Nguyễn Văn Sơn. Còn mày? Hả? À? Mày tên gì? Để tao lấy chứng minh tao còn. Trời. Nhưng mà nó chửi tao cuối cùng nó cũng quên. Nguyễn Văn Hải. Nói vậy là ba mình là ba anh em ruột. Lâm Sơn Hải. Ê, bây giờ đã ba anh em ruột á, tại sao kêu mày tao? Đúng rồi. Phải có thằng lớn thằng nhỏ chứ đúng không? Đúng. Bây giờ tao sinh năm 1964 nè. Là tuổi rồng. Tao tuổi tỵ 1965. Tao tuổi mùi 1967. Tính ra là thằng này anh lớn. Nó tới số 67. Đúng rồi, số nó lớn. Nó lớn hơn à. Rồi tới mày, rồi mới tới tao là Út nè. Hai thằng mày mất dạy. Từ trước tới giờ cứ kêu mày tao không à. Tao là anh hai. Mai mốt đi nhậu với anh là kêu bằng anh hai nghe chưa? Dạ biết rồi anh hai. Xin lỗi anh hai. Anh hai. Ông hai rồi. Ông hai. Đi vô ngủ, ngủ lên. Chốt chết hoài động chết trong cái tôi à, đi vô. Anh hai vậy đó. Anh hai chị hai kêu vô rồi. Hai đứa ngồi đây chơi đi. Để ông vô với chị hai. Hai. Bà hai này dữ quá. Anh hai, dám giữ hạnh phúc gia đình nha. Yên tâm. Em là Út mà, đúng không? Đúng rồi. Mình.
dù gái hay trai á, chỉ hai là đủ. Cùng nhau nắm tay tới chân trời hạnh phúc. Chúc anh hạnh phúc. Đừng tiêm chích bừa bãi. Ông vô duyên, vợ chồng người ta tiêm chích kệ người ta đi ông. Đừng chết thì thiếu hiểu biết. Má người ta hiểu biết người đây, ta mới lấy. Bây giờ còn ta, à, anh với em. Anh ba, em là em Út. Út, anh ba Út đi uống bia không? Anh ba, ủa, anh ba, thấy chồng em đâu không? À. Trời ơi, nhậu nhẹt vô rồi coi kìa. Mà đi đâu rồi? Anh, tí ảnh nó về nó, ảnh vô ngủ nha. Mà mấy anh thôi ngưng đi, đừng có nhậu nữa. Ngày nào cũng nhậu hết. Bực bội. Nó đi chưa anh ba? Đi à. Con vợ em nó kêu em vô ngủ chứ để nó giết em chết. À, thôi vô đi. Hạnh phúc gia đình trên hết. Dù gái hay trai chỉ hai là đủ. Đừng tiêm chích bừa bãi. Hoài bảy bả hoài. Em nói là chính xác thôi. À, đâu làm gì có vụ bừa bãi. Đừng chết gì thiếu hiểu biết. Bây giờ đâu còn ai nhậu mình đâu. Bây giờ mình cũng vô kiếm phòng mình ngủ luôn. Cái gì vậy? Trời ơi. Má cái gì mà la lắm? Má coi nè thằng gì. Trời đất ơi. Hai chị ơi. Trời ơi, hai chị em mày làm cái gì buông vậy? Ra. Sao con đi vô gì phòng? Vậy? Hả? Gì con thấy được con? Trời ơi. Dạ với con mà con muốn có con với nó mà má, má xử cái vụ này giùm tôi đây. Cái vụ gì? Tại sao con vợ của tôi muốn có con mà nó không cho? Trời đất ơi. Đây là vợ của ông. Đây là mày nhìn có con nhỏ này là ai? Nhìn đi. À, cái cách thủ thế này là chính xác. Ê, dạ nay tại sao lấy vợ tôi? Ủa, vợ mày đây rồi vợ tao đâu? Cái thằng dịch vật mày nhìn kỹ có ai đây nè, ai đây? Bà, tại sao bà cả gan mà lăn lòn với thằng Út? Trời ơi, cái này là anh hai của mày, mày mới là thằng Út đó. Thấy ai không? Má mày nè. Má chứ phải gì vậy hả? Cho cái chết. Em yêu nếp vào là trời ơi, cái gì vậy? Học về trai ta nói chuyện ngày xưa. Trời đất ơi, coi chừng té ba mày. Trời ơi, em ăn cái gì mà em mập quá vậy em? Trời ơi, anh nói với em rồi. Có mốt thôi, đừng đi giải phẫu. Bây giờ sao xuống ruột hết vậy? Ủa? Em dễ thương cho hôn kết con. Sao mặt em già quá? Thôi đi. Nè ba mày, chồng của má nè. Má hả? Má hả? Ừ. Chứ con vợ tôi đâu? Con vợ tôi đâu? Hả? Con vợ tôi đâu? Con ông vợ đâu rồi? Con ba đâu rồi? Con ba đâu? Ba. Hả? Con trời vợ tôi rồi. Đâu? Tôi vô tôi lôi cổ ra coi. Trời ơi. Con đâu? Mấy bà uống rượu riết đi. Uống rượu riết đi rồi nhìn không ra ai hết trơn hết trời à. À sao vậy? Ông vợ ở đây à? Là ở đâu? Hả? Ừ. Tôi sợ ông bị bệnh. Bệnh cái gì bệnh? BD. BD. Liễu mày. Cái gì đó hả? Ông nhìn đi, cái nhà này bây giờ loạn hết trơn à. Còn các ông kìa, vô lộn phòng của ông lộn người nữa. Còn tại sao vậy hả? Tại rượu. Đúng rồi, uống rượu sai nên mất lý trí. Được. Bây giờ muốn tụi nó tỉnh rượu thì phải làm sao bà? Cung phu. Ừ. Có tóc đâu mà nắm. Nắm không được. Nè. Tiếp tục làm cho tụi nó bỏ rượu.